Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 261 đến mức không ai có thể ngờ tới. Nhưng cậu ta thật sự không ngờ chiếc thẻ đen duy nhất đó lại nằm trong tay của người đàn ông này. Xong rồi, to chuyện rồi. Đôi tay cầm chiếc thẻ của cậu nhân viên run lên. Mồ hôi lạnh túa ra, thậm chí cậu ta còn không dám nhìn Sở Bắc. Sao thế, có mỗi chiếc thẻ thôi mà cậu băn khoăn gì thế hả? Lý Nham cau mày, song vẫn chưa phát hiện ra điểm kỳ lạ nên vẫn rất hống hách. Audio điện tử võ tấn bền. Đến Chu Cầm và Lạc Tuyết cũng ngẩn ra. Lại có chuyện gì nữa đây? Lại có biến gì nữa chăng? Mới có mấy phút trôi qua mà lưng cậu nhân viên ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta cung kính trả lại chiếc thẻ cho sở bắc bằng hai tay. Có phòng không? Sở bắc không có ý nhận lại, thái độ của anh cũng không có gì thay đổi. Có À? cậu nhân viên gật đầu ngay mà không dám nhiều lời có cần đặt trước không 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 cần đâu ạ à. cần thẻ hội viên nữa không cũng không ạ à. vì thế một cảnh tượng lạ lùng đã diễn ra sở bắc đứng chắp tay sau lưng rồi hờ hững hỏi cậu nhân viên kia thì khúm núm rồi đáp lời một cách lễ phép hơn nữa trông dáng vẻ của cậu ta còn vô cùng sợ sệt thái độ lúc nói chuyện cũng lễ phép đến lạ lùng tóm lại đã hoàn toàn khác lúc trước Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc. Chương 262, đi thôi, chắc phố tâm đói lắm rồi đấy. Thế cậu còn chờ gì nữa? Sở Bắc nhận lại chiếc thẻ với vẻ mất kiên nhẫn. Vâng vâng, tôi sẽ đi xếp bàn ngay ạ. À. Mặt cậu ta mướt mồ hôi, sau đó vội vã gọi thêm nhân viên ở ngoài cửa. Các người còn nghệt mặt ra đó hả? À? Mau đi xếp bàn đi, nhớ lấy phòng sang trọng nhất ấy. Các nhân viên khác bị cậu ta gào lên như vậy thì không dám chậm trễ nhanh chóng vào việc ngay cậu nhân viên quay lại ánh mắt cậu ta nhìn chu cầm và lạc tuyết đã khác hẳn thưa cô và chị ban nãy là do cháu tắc trách mong vô với chị bỏ qua ạ à. giờ mời nhà mình lên tầng trên ạ à, cháu đang xếp phòng sang nhất rồi cậu ta cúi gập người 90 độ giọng điệu cũng cực kỳ thành khẩn nhưng thực chất trong lòng cậu ta đang rất căng thẳng nếu để xếp lý biết chuyện này thì cậu ta xong đời là cái chắc chuyện này chu cầm và lạc tuyết hoàn toàn mù mờ hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau nhất thời không biết phải làm gì ban đầu cậu ta đón tiếp họ rất chu đáo nhưng sau đó chẳng những muốn đuổi họ đi mà còn vu cho họ tội ăn cắp nhưng bây giờ lại quay xe rồi ư thế này là sao đây lạt mềm buộc chặt ư hai mẹ con chu cầm và lạc tuyết đều thấy vô cùng sợ hãi nhớ cậu nhân viên này đang định chơi họ một vố thì không còn là vấn đề mất thể diện nữa đâu đi thôi, chắc phố tâm đói lắm rồi đấy. Sở bắc ngoảnh lại rồi mỉm cười nhìn lạc tuyết. Lạc tuyết ngẩn ra rồi vô thức đi theo anh. Chu cầm thấy thế thì cũng bấm bụng đi theo. mươi 263, mắt tôi làm sao thì liên quan gì đến anh. Nếu để Lý Hải Đông biết được chuyện này, khéo cậu ta sẽ chết mất. Cậu biết vậy là được rồi, hãy nhớ coi thường người khác không phải một thói quen tốt đâu. Sở bắc cất giọng hờ hững rồi quay người rời đi sở bắc không để bụng sự cố hiểu lầm lúc đầu nhưng cậu nhân viên này và lý nham đã hùa vào với nhau rồi gây khó dễ cho gia đình anh cho nên cậu ta xứng đáng bị trừng phạt vâng cảm ơn anh sở nhất định sau này tôi sẽ thay đổi ạ à. cậu nhân viên đó vội vàng cảm ơn như được đại xá thấy sở bắc đi vào trong phòng bao rồi cậu ta mới dám đứng dậy rồi đi xuống dưới đứng lại cậu vừa sao thế có mỗi cái thẻ thôi mà hoa mắt rồi à Cậu nhân viên vừa đi xuống đại sảnh tầng 1 thì đã bị Lý Nham chặn lại. Đến bây giờ, Lý Nham cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhân viên nhìn hắn ta, nhưng trong ánh mắt không còn vẻ cung kính như trước nữa. Thậm chí còn như muốn tẩn cho hắn ta một trận. Nếu không tại Lý Nham thì sao cậu ta lại đắc tội với Sở Bắc chứ? Mắt tôi làm sao thì liên quan gì đến anh? Sứt lời, cậu ta quay người bỏ đi. Lý Nham lạnh mặt rồi giơ tay kéo cậu ta lại. Cậu có thái độ gì thế hả? Mà này, cậu Lưu sắp đến rồi đấy, mau xếp phòng cho tôi đi. Cậu nhân viên đó lắc đầu rồi nhìn Lý Nham với vẻ thương hại. Anh Lý, tôi khuyên anh đừng ở lại đây ăn uống gì nữa mà hãy mau chuồn đi. Không thì anh nhờ người ta xếp phòng vì tôi xin nghỉ việc rồi. Sứt lời, cậu ta quay người bỏ đi không chút chần chừ. Lý Nham chỉ biết đần mặt ra hắn ta nghĩ nát óc cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì. chương 264, anh có thể hẹn anh ấy giúp tôi được không? May mà có nhân viên phục vụ nhận ra Lưu Phong nên nhanh chóng xếp phòng ngay. Sau khi ngồi yên vị, Lý Nham nhìn Lưu Phong ở phía đối diện mà thấy khó xử. Không biết Lưu Phong hẹn hắn ta ra đây làm gì? Hình như hắn ta nên mời bữa này mới phải. Nhưng vấn đề là ăn một bữa ở đây khéo cũng phải mấy trăm nghìn, sót ruột quá xong vì tương lai của nhà họ lý hắn ta đành nghiến răng vậy cậu lưu bữa này tôi mời cậu ăn gì cứ gọi thoải mái nhé ai ngờ lưu phong lại xua tay rồi chớp mắt nhìn hắn ta lý nham tôi nghe nói bạn gái anh là cô cả nhà họ lạc đúng không hả nghe thấy thế lý nham ngẩn ra lưu phong hỏi chuyện này làm gì không lẽ hắn thích lạc mai hay sao đúng rồi ý của cậu là tôi hiểu rồi để tôi gọi cô ấy tới Lý Nham gần như không chút do dự mà lấy điện thoại ra ngay. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, sao sánh bằng gia tộc nhà hắn ta được. Nhưng Lưu Phong lại lắc đầu tiếp. Cô cả nhà họ là có một cô em họ tên là Lạc Tuyết, anh có quen chồng của cô ấy không? Nghe Lưu Phong hỏi vậy, Lý Nham nghệt mặt ra. Vòng vo một hồi, cuối cùng lại nhắc đến tên vô dụng ấy ư. Cậu Lưu đang nhắc đến sở. Đúng rồi, là anh sở đấy. Lưu Phong gật đầu một cách chắc nịch, anh có thể hẹn anh ấy giúp tôi được không? Lý Nham thần người ra, được thì được, nhưng mà. Lý Nham còn chưa nói hết câu thì đã bị Lưu Phong ngắt lời. Vậy thì tốt rồi, anh mau hẹn anh Sở đến đây cho tôi. Yên tâm, xong việc, tôi không quên anh đâu. Chương 265, ở đây có món nào đắt nhất thì mang hết lên cho tôi. Bây giờ, Lưu Phong mới hài lòng gật đầu, đi đi, tôi chờ ở đây lý nham không dám lề mề mà rời khỏi phòng ngay dù không hiểu có chuyện gì nhưng trong lòng đang thấy rất đắc ý chắc lưu phong tìm sở bắc là để gây sự với tên này rồi nếu không tên mù ấy có gì để cậu lưu coi trọng chứ chật chật sở bắc ngày tàn của mày tới rồi đấy nhưng không thể trách tao được nhưng hắn ta đâu biết rằng mình vừa đi thì lưu phong đã gọi ngay nhân viên phục vụ tới ở đây có món nào đắt nhất thì mang hết lên cho tôi cả rượu và thuốc lá nữa, mang những loại xịn nhất lên nhé. Làm đồ ăn nhanh tay lên, đừng làm nhớ việc tôi tiếp khách. Lưu Phong không quan tâm gì hết, gọi một lèo toàn chọn những món đắt nhất. Vì thế, bữa này ít cũng phải 4, 500 nghìn. Lưu Phong làm vậy chỉ để xin lỗi và cảm ơn Sở Bắc thôi. Bố hắn bảo hắn phải đi cảm ơn Sở Bắc, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không biết phải mua gì tặng anh. Trong lúc bí quá, hắn đành mời Sở Bắc đi ăn vậy nhưng hắn không dám tự đến tìm sở bắc, trong số những người hắn quen thì chỉ có Lý Nham có thể liên hệ được với sở bắc thôi. Hết cách, hắn đành móc nối quan hệ lòng vòng chút vậy. Sự sống chết của nhà họ lưu nằm hết ở bữa cơm này. Đương nhiên nếu hắn biết được suy nghĩ của Lý Nham thì còn lâu mới nhờ vả hắn ta. Cùng lúc đó, trong phòng bao cao cấp nhất trên tầng 2, sở bắc đang ngồi bế con gái ở chính giữa. Lạc Tuyết và Chu Cầm ngồi ở phía dưới cũng không buồn chọn món. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào sở bắc không chớp mắt như đang nhìn một con quái vật. Audio điện tử võ tấn bền chương 266, nếu thế thì tôi không khách sáo nữa. Không, sở bắc khẽ lắc đầu với nụ cười ấm áp trên môi. Chỉ là tình cờ anh có quen biết với ông chủ của nhà hàng này thôi. Sở bắc tùy ý giải thích một câu, chỉ nói một nửa sự thật hai mẹ con lạc tuyết cao mày, nhưng nhìn sở bác mãi mà không phát hiện ra vấn đề gì nên đành cho qua. Sở bác đẩy menu cho hai người rồi nói, gọi món đi đã, vô tâm đói rồi. Trông thấy tờ thực đơn, đừng nói là tiểu vô tâm, ngay bọn họ cũng đang đói cồn cào. Nhưng vừa mở thực đơn ra, họ đã phải chố mắt nhìn. Trong thực đơn có đủ loại hình ảnh thức ăn màu mè hoa lá. Các món trên trời, mặt đất, dưới nước đều có hết. Nhưng vấn đề là, chưa nói đến các món tôm hùm, bào ngư, chỉ một đĩa dưa muối thôi mà cũng có giá 166 rồi. Điều này thật sự khiến hai mẹ con Lạc Tuyết luôn sống trong cảnh nghèo khó phải sợ hết hồn. Nếu thế này thì dù họ gọi những món bình dân nhất thì bữa này cũng phải hết mấy chục nghìn. Lúc này, đừng nói là Lạc Tuyết, đến Chu Cầm cũng không dám lên tiếng. Trước kia, họ chưa bao giờ dám mơ đến những món ăn đắt thế này. Không sao đâu. Mọi người cứ gọi tùy thích, đừng lo về vấn đề tiền nong." Dường như đã đoán ra được vẻ đắn đo của hai mẹ con Chu Cầm, Sở Bắc mỉm cười an ủi. "Thật không?" Chu Cầm sáng mắt lên rồi chớp chớp nhìn Sở Bắc. Thấy anh gật đầu, bà ta suýt chảy cả nước miếng ra ngoài. "Nếu thế thì tôi không khách sáo nữa." "Mẹ." Lạc Tuyết bất đắc dĩ định khuyên can một câu nên chừng mắt. "Con thì biết cái gì, chẳng dễ gì nhà mình mới được đến đây ăn một bữa." ít cũng phải gọi răm ba món để thưởng thức chứ, không thì phí của rơi à. Sứt lời, chu cầm mặc kệ lạc tuyết rồi chỉ loạn xả vào thực đơn. Món này, này, đây nữa, ờ, món này trông cũng ngon đấy nhỉ, lấy một phần luôn. Bà ta không quan tâm đến việc các món mình gọi có hợp nhau hay không, mà chỉ chọn những món đắt tiền. mươi 267 ở đây không chào đón anh. Được rồi, tạm thời cứ vậy đã, làm nhanh lên nhé. Vâng thưa cô nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu, ban nãy cậu nhân viên kia đã dặn phải phục vụ bàn này tốt nhất rồi. Vì thế, cô nhân viên này không dám chậm trễ mà yêu cầu đầu bếp ưu tiên làm cho bàn này trước. Khoảng 10 phút sau, thức ăn đã được mang lên. Các món ăn được bày trí sang trọng xếp kín bàn. Mới nhìn thôi mà chu cầm đã suýt chảy nước miếng rồi. Đến lạc tuyết cũng phải cảm thán. Cuộc sống của người có tiền đúng là đầy thi vị khéo lương đi làm cả năm của cô cũng không đủ để ăn bữa này mất vũ tâm muốn ăn gì để bố gắp cho nào sở bắc luôn giữ thái độ bình thản sau đó mỉm cười với con gái cô bé đã thèm đến mức nuốt nước miếng rồi bố ơi con muốn ăn tôm hùm con nghe bạn cùng lớp bảo tôm hùm ngon lắm mà tâm nhi chưa được ăn bao giờ giọng nói ngây thơ của cô bé khiến tay của sở bắc run lên mũi anh thấy cay cay tại anh mà bốn năm qua con gái anh đã phải sống thiếu thốn. Thậm chí ăn tôm hùm cũng là một ước muốn xa xỉ. Được, bố lấy tôm hùm cho con nhé. giọng sở bác trầm xuống, anh thầm thề với lòng. Lạc tuyết, phụ tâm, sau này bố sẽ không để hai mẹ con chịu bất kỳ tuổi hờn gì nữa. Nhờ các món ăn ngon mà nhà họ có bầu không khí hòa thuận hiếm có. Lạc tuyết ăn uống từ tốn chuẩn thục nữ. Sở bác thì phục vụ cô công chúa nhà mình. Còn chu cầm thì trước tiên chụp ảnh, sau thì ăn uống như vũ bão. Hiếm khi nào nhà họ được vui vẻ như vậy. Nhưng tiếc là bầu không khí này không duy trì được quá lâu. Bụp, một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người giật bắn mình. Chương 268 rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Sở Bắc không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ bóc vỏ tôm hùm. Nhưng ánh mắt anh đã xẹt qua một tia lạnh lẽo. Cha cha, đang ăn à? Gọi món phong phú phết nhỉ. Lý Nham cười cợt rồi nhìn bàn ăn với vẻ đầy coi thường. Toàn là cá với thịt, vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi. "Tôi không đến tìm cô." Lý Nham liếc Lạc Tuyết một cái rồi đảo mắt nhìn sang Sở Bắc. "Sở Bắc, có người muốn gặp cậu, mau đi với tôi." Dứt lời, hắn ta đạp chân vào ghế của Sở Bắc mà không hề sợ sệt chút nào. Sở Bắc không đáp lời, nhưng Lạc Tuyết thì đã nhíu mày lại. "Lý Nham, ai muốn gặp Sở Bắc?" rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Lạc tuyết biết chắc chắn Lý Nham mò đến đây chẳng có ý tốt đẹp gì. Đây là chuyện của đàn ông, đàn bà con gái như cô Sen vào làm gì? Lý Nham liếc sở bắc với ánh mắt rất sâu xa. Sao rồi sở bắc, có đi với tôi không? À nếu không muốn làm con ma đói thì tranh thủ ăn thêm chút đi, không lại trách tôi không cho cậu cơ hội. Xong, sở bắc vẫn làm như không nghe thấy. Anh chăm chú lột vỏ tôm, thậm chí còn không thèm chớp mắt sở bắc mặc kệ anh ta đi lạc tuyết quýnh lên rồi đứng dậy lý nham mời anh ra ngoài cho chúng tôi không chào đón anh ha ha lý nham cười lạnh coi lạc tuyết như không tồn tại sở bắc không dám chứ gì đương nhiên nếu cậu không dám cũng không sao tôi có thể gọi người đến bắt cậu đi nhưng lúc về đi hay nằm thì còn xem cậu có phối hợp với tôi hay không lý nham nhếch miệng vẻ uy hiếp rất rõ ràng Lạc tuyết cắn răng với vẻ bực dọc. chương 269 cô đang thấy rất lo lắng. Sở bắc, anh. Lạc tuyết cuống lên, lẽ nào sở bắc không biết ý đồ của Lý Nham sao? Anh đi thế có khác nào nộp mảng chứ? Yên tâm. Sở bắc mỉm cười rồi gật đầu với lạc tuyết. Lạc tuyết nghiêm mặt rồi không nói gì nữa. Được, đi thôi. Lý Nham hừ một tiếng, đã chuẩn bị sẵn mưu kế nếu sở bắc đã đắc tội với cậu Lưu thì bước chân đi đừng mong trở lại. Sở bắc dừng bước rồi ngoảnh lại. Sau đó, anh lạnh mặt nhìn Lý Nham. Để xem chuyện anh bảo có đáng để tôi phải đi không nào. Nếu đáng thì anh được sống. Không thì anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Sứt lời, sở bắc chống cây gậy trúc đi ra khỏi phòng bao. Hừ, to mồm quá nhỉ. Lý Nham ở phía sau sầm mặt xuống. Câu nói của sở bắc đúng là ngông cuồng chờ gặp cậu lưu rồi để xem mày sẽ chết thế nào lý nham hầm hự sau đó mặc kệ chu cầm và lạc tuyết rồi đi nhanh ra ngoài tiểu tuyết phải làm sao bây giờ hay chúng ta về trước đi nhớ bị liên lụy thì phiền phức lắm chu cầm có vẻ lo sợ không còn thấy hứng thú với đồ ăn thức uống trên bàn nữa bà ta không lo cho sở bắc mà chỉ sợ tai bay vạ gió mẹ mẹ nói gì thế Lạc tuyết liếc nhìn bà ta, chúng ta phải tin tưởng sở bắc, dù có về thì cũng phải chờ anh ấy rồi cùng về. Tuy nói vậy, nhưng lạc tuyết đang nhăn mặt lại. Cô đang thấy rất lo lắng. chương 270, anh im ngay. Kìa cậu Lưu, chút việc nhỏ nhặt này cậu đừng nhúng tay vào, để tôi giúp. Lưu Phong mới nói được một chữ thì Lý Nham đã sân tới rồi cất giọng nịnh nọt. Lưu Phong ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại thì Lý Nham đã ngoảnh lại rồi hung hăng nhìn về phía sở bắc, họ sở kia, còn ngây ra đó làm gì, quỳ xuống mau. Dám đắc tội với cậu Lưu, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Lý Nham vênh váo với vẻ đắc ý. Bây giờ, hắn ta chẳng những có thể lấy lòng cậu Lưu, mà còn có thể dạy cho tên vô dụng sở bắc một bài học, đúng là một mũi tên chúng hai đích. Lý Nham thầm khen ngợi mình thông minh mà không chú ý tới một điều. Đó là Lưu Phong ở phía sau đang xa sầm mặt. Hắn gần như đờ người ra, sự sợ hãi cùng hoảng hốt khiến hắn quên luôn việc phải ngăn lý Nham lại. Thấy Sở Bắc không có động tĩnh gì, Lý Nham thầm cười lạnh rồi nói tiếp. "Thằng mù kia, tai mày điếc luôn rồi à? Nếu giờ mày chịu xin lỗi ngay thì tao vào cậu Lưu sẽ tha cho một mạng. Còn không thì bổn thiếu gia sẽ cho mày khỏi thấy mặt trời vào ngày mai luôn." Lý Nham huynh hoang không sợ gì hết, một mực đòi xử lý Sở Bắc. Thấy thế, Sở Bắc chỉ biết lắc đầu anh không thèm để ý đến lý nham mà ngồi xuống phía đối diện lưu phong bảo tôi quỳ xuống để tôi hỏi lại lưu phong xem cậu ta dám không đã mày nói gì cậu lưu có dám không ư ha ha đúng là nực cười nghe thấy thế lý nham bật cười ha hả hắn ta nhìn sở bắc như đang nhìn một tên ngu dại cái loại mù dở như mày không đáng để cậu lưu động tay đâu trong lúc đắc ý lý nham không quên ngoái lại nhìn lưu phong với vẻ trung thành cậu Lưu, cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ thay mặt cậu rồi dạy cho thằng này một bài học. Anh im ngay. Lý Nham vừa nói dứt câu thì Lưu Phong đã gào ầm lên. Lý Nham thần người ra rồi ngẩng đầu lên. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 271 hình như hắn ta đã đoán nhầm rồi thì phải. Má phải của Lý Nham hằn năm đầu ngón tay đỏ ửng. Một nửa bên mặt của hắn ta sưng vù. Cậu Lưu, cậu, sao cậu lại đánh tôi? lý nham đã bị tát cho đần người hắn ta trợn tròn mắt nhìn lưu phong với vẻ oan ức đánh anh tôi còn muốn đạp thêm cho anh mấy phát ấy lưu phong nghe thấy thế thì chỉ muốn phát rồ ngay sau đó hắn đã nhấc chân đạp lý nham ngã xuống đất lúc này lý nham đã bị dọa sợ chật vật nằm dưới đất so với sợ hãi thì hắn ta còn thấy nghi hoặc hơn sao tự dưng cậu lưu lại trở mặt thế này xử lý lý nham xong lưu phong mới ngẩng đầu lên rồi như sắp khóc mà nhìn sở bắc anh sở đây là hiểu lầm là hiểu lầm thôi nụ cười trên mặt lưu phong còn khó coi hơn cả khóc hắn thật sự rất sợ sở bắc lý nham thì nghệt mặt ra khi thấy vậy hắn ta trợn mắt há mồm như đã hóa đá chuyện gì vậy trời lẽ nào cậu lưu tìm sở bắc không phải để xử lý anh hình như hắn ta đã đoán nhầm rồi thì phải mặt lý nham tái đi song dù có nghĩ nát óc thì hắn ta cũng không hiểu tại sao người như cậu lưu lại phải mềm mỏng với tên mù dở này. Hiểu lầm, chương 272, đáng, đáng lắm ạ. À. Tôi thật lòng muốn xin lỗi anh, anh sở, anh đừng tin lời của Lý Nham nhé. Nghe Lưu Phong nói xong, sở bắc gật đầu. Ra là vậy. Nói rồi, anh ngoái lại nhìn về phía Lý Nham. Anh còn nhớ lời tôi vừa nói không? Câu nói này khiến Lý Nham run lẩy bẩy, mặt thì trắng như tờ giấy tình hình chẳng những khác những gì hắn ta tưởng tượng mà còn đối lập hoàn toàn chỉ có hắn ta là xui xẻo thôi chuyện đó tôi tôi lý nham lo sợ cứ ấp úng mãi mà không nói nên câu mẹ kiếp anh còn ngây ra đó làm gì không mau xin lỗi anh sở đi lưu phong ngoảnh lại rồi đạp đem cho lý nham một phát nữa lý nham sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất dù trong lòng hắn ta thấy rất không phục, nhưng cũng đành cắn răng nhìn về phía Sở Bắc. "Cậu Sở, là lỗi của tôi, là tôi sai, xin lỗi cậu." Sở Bắc không có biểu cảm gì, nên hai người kia không biết suy nghĩ trong đầu anh. "Xin lỗi, không có ý nghĩa gì cả, anh nói thử xem chuyến đi này của tôi có đáng không?" Nghe thấy thế, mặt Lý Nham trắng bệch. Lúc ra khỏi cửa, Sở Bắc đã nói một câu nếu chuyện đi này không đáng thì Lý Nham sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lúc đó, hắn ta chẳng hề bận tâm. Nhưng bây giờ, câu nói ấy như bùa chú đoạt mệnh của hắn ta. Anh sở đang hỏi anh đấy, câm rồi à? Thấy Lý Nham cứ im lặng, Lưu Phong cuống lên rồi lại tát cho Lý Nham thêm cái nữa. Lý Nham hoảng quá nên vội gất đầu ngay. chương 273 vừa dập đầu vừa lấy tay và miệng. Sở bác nói với vẻ điềm tĩnh nhưng Lý Nham lại nghe ra giống hệt như xét đánh ngang tai. Mặc dù sở bắc là một tên phế vật bị mù, nhưng đôi lúc ngay cả gia chủ nhà họ lạc cũng không dám động vào. Bây giờ anh còn được cậu chủ lưu chống lưng, e là sẽ còn gây ra nhiều chuyện điên rồ hơn nữa. Nghĩ đến đây, Lý Nham càng cảm thấy khó chịu. Hắn vừa nghiến răng vừa cúi người, dập đầu xuống đất. Cậu sở, tôi đã dập đầu rồi, thế được chưa? Lý Nham nghiến răng nói. Sự oán hận đối với Sở Bắc cũng càng ngày càng mạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng phải dập đầu với ai như thế. Tôi không bao giờ làm khó người khác, nếu anh đã không tình nguyện thì thôi vậy. Sở Bắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy nhìn Lưu Phong. Cần làm gì, có cần tôi dậy không? Không, 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 anh Sở, em nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Lưu Phong sợ tới mức gật đầu lia lịa, chỉ cần có thể xoa dịu cơn giận của Sở Bắc là được đừng nói là giết lý nham cho dù có phải diệt cả nhà họ lý cũng không thành vấn đề chuyện này nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lý nham không khỏi sửng sốt hắn không sợ sở bắc nhưng không có nghĩa là không sợ lưu phong đừng đừng tôi biết sai rồi tôi lại đều là do cái miệng của tôi sở bắc xin cậu hãy niềm tình cũ lý nham thực sự sợ hãi nhìn bóng dáng sở bắc sắp rời khỏi phòng riêng hắn ta lập tức chạy tới cửa dứt khoát quỳ xuống. Vừa dập đầu vừa lấy tay và miệng. Bốp, bốp, bốp. Hắn tát còn mạnh hơn lúc Lưu Phong làm. Cứ thế dập đầu xuống đất. Sau vài lần lặp đi lặp lại, chán hắn đã ửng đỏ cả một mảng. Nhưng nếu sở bắc không lên tiếng, hắn thực sự cũng không dám đứng dậy. mươi 274, nhà họ Lưu sẽ không có lần sau. Nếu còn đứng ra giúp Lý Nham, nhà họ Lưu của hắn sẽ đi đời mất. Huống chi, đây còn do tên lý nham này tự gây ra chuyện cho nên cũng chẳng có lý do nào để giúp hắn thấy lưu phong không lên tiếng lý nham có hơi trùng xuống lý nham nghiến răng nhìn sở bắc cả người quỳ dưới mặt đất không hề động đậy cậu sở lý nham tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào cậu chịu thì thôi thế à sở bắc ngẩng đầu đột nhiên nở nụ cười dập đầu mấy cái là đủ rồi nhưng nếu anh muốn quỳ thì cứ tiếp tục quỳ đi chỉ 10 tiếng thôi, tôi tin cậu chủ Lý sẽ chịu được. Mẹ kiếp. Lý Nham vừa nghe xong, suýt chút nữa đã lên tiếng mắng. Sở Bắc rõ ràng là đang cố ý, nhưng hắn lại không thể làm gì Sở Bắc. Sắc mặt Lý Nham đỏ bừng, nhưng hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống. Sở Bắc không thèm quan tâm, sau đó nhìn sang Lưu Phong. Cậu canh chừng 10 tiếng, nếu thiếu một giây nào thì cậu cũng biết nên làm gì rồi đó. Vâng vâng anh sở yên tâm, em sẽ canh chừng thật tốt. Lưu Phong vội vàng gật đầu đảm bảo. Thấy sở bác chuẩn bị rời đi, hắn mới dùng hết dũng khí nói. Anh sở, đồ ăn dọn lên rồi, anh. Hắn mời sở bác dùng bữa cũng chỉ là vì chuyện của gia tộc. Nếu để sở bác đi khỏi thì khó rồi. Nhưng chỉ cần sở bác ăn một muỗng cơm, uống một ngụm nước, vậy cũng coi như đã tha thứ cho nhà họ Lưu rồi. Không cần. Sở bác không thèm nhìn lại, khẽ lắc đầu nhà họ Lưu sẽ không có lần sau. Sở Bắc nói xong liền sải bước đi, sẵn tiền liếc sang Lý Nham. Bao gồm cả anh. Lý Nham ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của Sở Bắc bên dưới chiếc kính dâm, lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cạch cạch cạch, chỉ nghe tiếng gậy trúc vang lên, Sở Bắc cũng dần biến mất. Chương 275 ngay cả Lạc Tuyết cũng nhìn sang. Hắn phải nói tin vui này cho bố mình mới được. Để lại Lý Nham quỳ một mình ở cửa phòng riêng. Lý Nham định đứng dậy vài lần, nhưng khi nhớ tới lời cảnh cáo của sở bác lại không dám nữa. Hắn quỷ mãi. Phải làm sao bây giờ, đã lâu vậy rồi mà sở bác còn không quay lại, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Trong phòng riêng bên kia, Lạc Tuyết đang lo sốt phó khi thấy sở bác vẫn chưa quay về. Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho sở bác, nhưng cô cũng sẽ không dương mắt nhìn anh gặp nạn. Mẹ đã nói rồi, tên mù đó đó không đáng tin cậy chút nào, không biết làm gì lại còn dám đi cùng người ta, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao. Chu cầm đứng phát dậy, hư lạnh một tiếng. Con gái, mau đi thôi, nếu bị liên lụy thì chúng ta sẽ đi đời đó. Bà ta nói xong liền nhanh chóng vớ lấy chiếc túi, định gói lại mấy món đồ đang ăn dở. Đây là lần đầu tiên bà ta được ăn những thứ sang trọng như vậy. Chu cầm hận không thể vét sạch tất cả. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? dù gì anh ấy cũng là bố của vũ tâm mà lạc tuyết cạn lời bất giác giải thích một câu chu cầm vừa nghe xong liền dừng tay vậy thì sao con có thấy nó làm chuyện gì đàng hoàng chưa bản thân là phế vật thì thôi đi đã vậy còn hay gây chuyện có đứa con rể như vậy đúng là suối quẩy tám đời chu cầm cứ mắng như vậy đừng nói là lạc tuyết đến cả hai mắt của lạc vũ tâm cũng bắt đầu đỏ hoe cô bé siết chặt tay lại tuy không lên tiếng nhưng cô bé biết rõ bố mình không phải phế vật. Kết, cửa phòng riêng bất ngờ bị đẩy ra, khiến cả hai mẹ con giật mình. Khi nhìn thấy đó là sở bắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở bắc, anh không sao chứ? Bọn họ không làm khó anh đúng không? Nhìn thấy sở bắc lắc đầu, lạc tuyết liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Chu cầm liếc sang sở bắc với vẻ khó chịu. Hừ, Lần này coi như cậu ăn may, nếu mà để liên lụy đến tôi thì tôi sẽ giết cậu." Sở Bắc không hề để tâm đến mấy lời mắng nhiếc của mẹ vợ. "Đã ăn xong chưa? Cũng đã muộn rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong, anh liền bế con gái đi ra cửa trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 276 cô bé muốn cho cả thế giới biết. Bầu không khí như trở nên ngưng trệ. Sắc mặt Sở Bắc cũng có chút phức tạp. Anh hùng phế vật. Với quốc gia, anh chính là một anh hùng. Nhập ngũ mấy năm, chấn giữ biên cương, chiến công hiển hách. Cả Long Quốc này, anh nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Còn gia đình, anh sai mất 5 năm, bây giờ con gái đã 4 tuổi, nhưng dường như anh vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. 5 năm qua, vợ anh đã phải chịu không ít khổ cực, sở bắc cũng không thể làm được gì. Giống như Chu Cầm nói, anh chính là một tên phế vật của gia đình tâm nhi thế con nghĩ bố là người như thế nào sau khi ổn định suy nghĩ trở lại sở bắc liền cười nhẹ hỏi tâm nhi siết chặt nắm tay gần như không do dự bố là một anh hùng luôn luôn như vậy sở bắc liền bật cười đã 5 năm rồi đây là lần đầu tiên anh được cười hạnh phúc đến thế cho dù mọi người trên thế giới đều nghĩ anh là phế vật nhưng anh chỉ cần có sự ủng hộ của con gái là đủ rồi nhưng mẹ và bà không biết hai mắt Tâm Nhi đỏ hoe. Đây là chấp niệm của cô bé, bố mãi là anh hùng trong lòng Tâm Nhi. Cô bé muốn cho cả thế giới biết, bố của Lạc Vũ Tâm không phải phế vật, mà là một anh hùng. Sở Bắc ôm con gái vào lòng, sau đó chạm vào mặt dây truyền thiên long trên cổ cô bé. Có con gái như vậy, đời này coi như đủ. Mẹ sẽ biết thôi. chương 277 đêm nay, đúng là kẻ buồn người vui hay là để hắn mọi ra được thân phận của Sở Bắc. Nhưng ngay khi Lý Hải Đông nghe thấy ý định đó, đã trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài, thậm chí còn cảnh cáo bọn họ đừng động vào Sở Bắc. Chỉ là một tên mù mà thôi, ông đây không thể động vào sao? Đúng là đồ khốn. Dương Xuyên nghĩ đến càng thêm tức giận. Hắn đường đường là cậu chủ của nhà họ Dương, bị nhà họ Lý đuổi ra ngoài thì thôi đi. Chẳng lẽ lại còn không bằng một tên phế vật bị mù sao? Thật nực cười. Cậu chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Long Tam đã tuyên bố rút rồi." Thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở, sắc mặt có chút khó coi. "Long Tam này lại là biệt danh chó gặm nào, đúng là rác rưởi." Dương xuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Cứ đợi đấy, tiền của gia tộc tôi đã tích đủ, sau hội nghị đấu thầu, tôi sẽ nắm quyền quản lý giới doanh nghiệp ở Tân Hải, sau đó sẽ từ từ xử lý tất cả. Bao gồm cả Lý Hải Đông và Long Tam." Dương Xuyên nghiến răng, chiếc xe nhanh chóng khởi động và biến mất trong bóng tối. Khách sạn thần tinh, Lạc Mai vội vàng chạy đến. Lên đến tầng 2, nhìn thấy Lý Nham đang quỳ một mình trên mặt đất, hả vô cùng sửng sốt. Anh yêu bị sao vậy? Lạc Mai nhanh chóng tiến đến, cẩn thận đỡ hắn đứng dậy. Làm sao nữa, không phải là do tên phế. Cừm, chuyện hôm nay không được kể cho bất kỳ ai, kể cả gia đình em, nếu không. Đang nói giữa chừng, Lý Nham đột ngột dừng lại. Sự đe dọa trong lời nói không sao che giấu được dù chỉ một chút. Ôi chào, em mà anh còn không tin à. Lạc Mai nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó đỡ Lý Nham đứng lên. chương 278, 10 phút nữa mới đến giờ làm cơm mà. Sáng sớm hôm sau, Sở Bắc và Lạc Tuyết cùng nhau đưa con gái đến trường. Dù sao anh cũng đang rảnh nên theo Lạc Tuyết đến tập đoàn Lạc Thị. Anh ở dưới đợi tôi đi, lỡ để đám người lạc mai thấy lại ăn mắng lạc tuyết sắp xếp chỗ cho sở bắc bên dưới công ty sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở yên tâm sở bắc cười nhẹ nói mọi người đều cho rằng anh bị mù nhưng người mù như anh lại mạnh hơn người bình thường nhiều hơn nữa cũng linh hoạt hơn nghe vậy lạc tuyết cũng an tâm hơn vừa quay người chuẩn bị bước vào công ty liền nhìn thấy lạc mai đang tươi cười bước ra với một sấp tài liệu lạc tuyết Tại sao bây giờ cô mới đến? Không có chút tích cực nào sao? Nhìn thấy Lạc Tuyết, Lạc Mai liền dừng lại châm chọc. Lạc Tuyết cao mày, 10 phút nữa mới đến giờ làm cơm mà. Thì sao? Dù sao cô cũng là người nhà họ Lạc, đến sớm một chút thì có sao? Tôi đến được nửa tiếng rồi đấy. Lạc Tuyết nghe xong liền bĩu môi cho qua. Rõ ràng Lạc Mai đang cố tình gây chuyện, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian. Cô cố ý đẩy người đi qua, nhưng lạc mai lại lập tức chặn lại sao nào không vừa ý à vậy cô nhìn xem đây là cái gì nói xong ả à liền lấy một tập tài liệu từ trong túi ra giơ trước mặt lạc tuyết lạc tuyết vừa nhìn qua sắc mặt lập tức tái nhợt cô nhận ra đây chính là hợp đồng mà mình đã ký với lý hải đông lúc trước bây giờ tôi phải đi bàn hợp đồng với chủ tịch lý rồi sau này tôi sẽ là người xây dựng cơ nghiệp cho nhà họ lạc còn cô lạc mai cười đắc ý sau đó nhìn sang Lạc Tuyết với ánh mắt thương hại. Còn cô, tự lo lấy thân mình đi, em gái tội nghiệp của chị. Chương 279 mặt cô cắt không còn hạt máu nào. Lạc Viễn Hà nhìn sang, lúc này mới thấy Lạc Tuyết đang ở cạnh mình. Ô, chẳng phải là cháu gái đây sao? Nếu chưa vào thì khỏi vào luôn cũng được. giọng điệu của Lạc Viễn Hà đầy vẻ châm biếm. Bây giờ tôi xin chính thức thông báo, cô đã bị sa thải. Từ giờ tập đoàn Lạc thị sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Cái gì? Chỉ một câu nói của Lạc Viễn Hà ngay lập tức khiến cho Lạc Tuyết gần như chết lặng. Mình bị sa thải sao? Làm sao có thể? Bác đừng đùa cháu. Cô nghĩ là tôi giống đùa lắm à? Lạc Viễn Hà cười giễu cợt, đáng lẽ hôm qua tôi nên nói với cô rồi, nhưng tôi muốn để cho cô ngủ ngon nên lại thôi. Bây giờ thì mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi, nếu không tôi cũng không ngại mời bảo vệ tiễn cô đâu chỉ là lúc đó sẽ không được dễ chịu cho lắm chị dựa vào đâu chứ tôi không đồng ý chị không có quyền đuổi tôi lạc quyết cao mày cô nghiến răng quyết không thỏa hiệp từ lúc tốt nghiệp đến giờ cô luôn làm việc ở tập đoàn lạc thị ngoài con gái ra thì đây là nơi mà cô dồn nhiều tâm huyết nhất nếu không có hợp đồng cô ký kết được với tập đoàn lý thị vào mấy hôm trước thì công ty của lạc thị đã phá sản rồi nhưng sao bây giờ cô lại vô cớ bị đuổi việc chứ? Lấy việc công trả thù riêng, cô không đồng ý cũng không được, đây là quyết định của công ty, nếu còn muốn giữ thể diện thì tôi khuyên cô nên yên phận mà cuốn xéo đi." Lạc Mai cười lạnh rồi cất giọng châm chọc. "Nếu không đừng nói đến chuyện đuổi việc, tôi còn đuổi cô ra khỏi nhà họ Lạc đấy." "Oing." Chương 280, các người thật quá đáng. Thấy thế, hai bố con Lạc Mai nhìn nhau cười với vẻ nham hiểm muốn gọi thì cứ việc nhưng đừng trách tôi chưa nhắc nhở cô chính ông là người quyết định đuổi việc cô đấy đến lúc bị ông mắng thì đừng có mà trách tôi lạc mai khoanh tay rồi mỉm cười còn lạc tuyết thì tái mặt dù cô đã tin lời của lạc mai hơn nhưng nếu chưa nghe chính ông nội đuổi mình thì cô sẽ không đi đâu hết alo chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối giọng nói sang sảng của lạc vinh quang vang lên ông ơi cháu lạc tuyết đây ạ à, cháu lạc tuyết định lên tiếng giải thích ngay nhưng chỉ mới nói được mấy câu thì đầu bên kia đã ngất lời không phải phân bua gì nữa ông biết cháu định hỏi gì rồi đúng đấy chính ông đã ra quyết định đuổi việc cháu đến phòng tài vụ lĩnh lương rồi ra về trong vui vẻ đi suốt lời lạc vinh quang đã cúp máy ngay mà không cho lạc tuyết cơ hội lên tiếng nào nữa cộp lạc tuyết ngẩn ra điện thoại rơi xuống đất mà cô vẫn chưa định thần lại giọng nói của lạc vinh quang rất lạnh lùng và bình thản thậm chí còn có vẻ xa cách tại sao chứ lạc tuyết lẩm bẩm một mình tầm nhìn mờ đi vì nước mắt cô đã bỏ ra biết bao công sức vì nhà họ lạc nhưng sao giờ lại bị đẩy tới bước đường này cô thật sự không hiểu tại sao ư cô không biết à lạc mai khoanh tay rồi tiếp tục dậu đổ bìm leo giờ cô hãy mau biến đi nếu khi tôi quay về còn nhìn thấy cô thì đừng có trách Xuất lời, Lạc Mai trừng mắt lườm Lạc Tuyết với vẻ cảnh cáo. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 280.